Xin chào quý vị khán giả yêu mến của Thiên Vũ, mình là Thành. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một dòng sản phẩm nghe nhạc hi-fi thuộc phân khúc gia đình đến từ thương hiệu của Yamaha. Đó chính là amply Yamaha RN803. Thì trước mắt của chúng ta đó chính là amply RN803. Amply này được sản xuất tại Malaysia. Nó là thuộc dòng amply thông minh và dễ sử dụng. Thì thời điểm ra mắt của chiếc amply này đã được nhiều khách hàng phản hồi về sự tiện dụng của nó và cũng như về chất lượng âm thanh mà nó mang đến. Vậy thì điều gì làm nên sự nổi bật của chiếc amply này? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về chiếc amply này nhé. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế ngoại hình của chiếc amply này. Về mặt trước của chiếc amply này thì như các bạn có thể thấy, đây là dòng amply cơ. Nên phía trước của nó sẽ có các nút điều chỉnh và một màn hình LED hiển thị ở đây. Đi từ bên trái sang phải, cơ bản nó sẽ có là một nút chỉnh âm lượng ở đây, một nút select. Thì cái nút này chức năng của nó là như là nút enter trên cái remote vậy đó. Tiếp theo là nút loudness, một cái nút chỉnh ba lăng, chép, bass và input để chọn cái nguồn nhạc vào. Tiếp theo đó là một cái ngõ USB 5V 1A, hai cái nút để chúng ta chọn kênh A và kênh B, một ngõ phone, một ngõ microphone để chúng ta cắm micro setup. Thì cái ngõ này phần cuối mình sẽ nói chi tiết hơn. Và tiếp theo đó là một cái nút nguồn power. Tổng quan về cái khung của chiếc amply này thì nó được làm bằng khung bằng nhôm. Mặt trước là mặt nhôm phay xước, phía trên của nó là nó sẽ được khắc rất là nhiều rãnh. Thì tác dụng chính của nó là dùng để tản nhiệt. Thì về màu sắc của chiếc amply này thì nó sẽ có hai phiên bản màu, đó chính là màu đen và màu bạc. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình cũng như là trang trí nội thất á, thì chúng ta có thể lựa chọn một là đen hoặc bạc để miễn sao nó phù hợp cân đối nhất cho căn phòng của mình. Về phần sau lưng của chiếc amply này thì chúng ta cơ bản sẽ có các ngõ tín hiệu đi vào cũng như là các cặp đấu lo. Từ trái qua thì nó sẽ là một cái power nguồn, tên thương hiệu, tên mã sản phẩm đó, rồi tiếp theo là dùng điện, công suất, các số email của sản phẩm. Tiếp theo đó chính là các cặp đấu lo của amply thì chúng ta sẽ phân biệt ra, đó là chính là kênh speaker A và speaker B. Điều này có nghĩa chiếc amply này chúng ta có thể đấu một lúc là hai cặp lo. Kế tiếp thì chúng ta sẽ có các ngõ analog kết nối vào như ngõ coaxial, ngõ kết nối quang optical, rồi đến anten FM, AM, một ngõ sub out và một số ngõ AV khác, giúp cho chúng ta có thể đa dạng cái nguồn nhạc in vào. Đánh giá tổng quan về chiếc amply này thì chúng ta có thể thấy dòng amply này nó khá là dễ sử dụng và nó hiển thị rất là rõ về các cái chức năng của nó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số điểm nổi bật mà chiếc amply Yamaha RN803 này mang đến. Về công suất thì chiếc amply này có thể trên 140W với trở kháng là 8 ohm, 170W với trợ kháng là 6 ohm và 220W đối với trợ kháng là 4 ohm. Ngoài ra thì chiếc amply này có thể hỗ trợ cho các bạn hầu hết tất cả các file định dạng nhạc có trên thị trường hiện nay như là MP3, file FLAC, WAV và DSD. Chiếc amply RN803 này được nhà hãng trang bị một con chip xử lý, đó chính là Cyber9006AS đến từ tập đoàn công nghệ DSS, kết hợp với bộ modem mạng đã có ban đầu của chiếc Yamaha. Thì sự kết hợp của hai thiết bị này làm cho chiếc amply của chúng ta có thể mạnh mẽ xử lý các file tín hiệu nhạc số một cách chính xác, tinh tế nhất. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại về cái ngõ microphone đi bao này. Thì chức năng của ngõ micro này là gì? Thì trên tay của mình đang cầm một cái micro như này. Thì chiếc micro này thì nhà hãng sẽ cho các bạn khi các bạn mua một chiếc amply mới. Về cách sử dụng của nó và chức năng của nó thì đây, khi mà mình cắm cái ngõ này vào đây đó như thế này, và chúng ta sẽ đặt cái micro này tại vị trí mình hay ngồi nghe, với điều kiện là sẽ ngang tay, ngang tầm tay của bạn đó. Thì nó, công dụng của nó là nó sẽ mở một tính năng auto đo cho căn phòng của bạn. Nó sẽ đo về khoảng cách của bạn ngồi đến lo, tiếp theo là sẽ đo về không gian của căn phòng luôn. Thay vì chúng ta mày mò đặt lo ở đâu một cách chính xác thì các bạn sẽ không cần lo những vấn đề này nữa, mà hầu như là amply nó sẽ auto hết. Với thiết bị này cho bạn có thể trải nghiệm không gian âm nhạc của mình dễ dàng hơn và nó sẽ chính xác hơn, tại vì những cái này đều là do hãng người ta làm chứ không phải là mình dùng bằng tay mình nghe như trước đây nữa. Ngoài những tính năng nổi bật mà mình nêu trên thì amply RN803 này vẫn hỗ trợ đầy đủ các ngõ kết nối không dây như Bluetooth, kết nối Wi-Fi để giúp cho chúng ta có thể stream nhạc online từ trên các app bản quyền đang có hiện nay, ví dụ như là Spotify, Tidal, Deezer, vân vân. Ok, và cuối cùng còn một điều mình rất là thích trên chiếc amply Yamaha này, đó chính là ngoài cái điều khiển bằng remote như thế này thì khá là quen thuộc rồi, thì nó còn có thể dùng một cái app độc quyền của Yamaha giúp chúng ta điều khiển hầu hết tất cả các thiết bị của Yamaha, miễn chúng ta kết nối với mạng wifi nội bộ trong ngôi nhà. Thì điều đó giúp cho bạn có thể một app mà chúng ta phải điều khiển rất là nhiều thiết bị, rất là tiện dụng. Ví dụ như bạn đang để chiếc amply này ở phòng ngủ mà bạn đang nghe nhạc, bạn đang xuống phòng khách, bạn muốn tắt nó đi thì chúng ta cứ việc mở app lên và chúng ta tắt nó đi thôi, mà chúng ta không cần phải bước lên lầu để dùng một chiếc remote tắt nó đi. Thì điều này nó rất là tiện lợi cho các bạn, phải không ạ? Ok, thì sau một khoảng thời gian mình trải nghiệm trên chiếc amply RN803 này thì mình có một số cảm nhận như sau. Thì thứ nhất, chiếc amply này có thể chơi tốt ở ba giải bass trung chép, nhưng đối với giải trung và giải chép thì nó có phần do đó là nó nổi trội hơn một chút xíu, còn giải bass thì nó ở mức độ là chắc và gọn thôi. Ngoài ra, việc phối ghép amply này còn tùy thuộc vào bạn ghép với loa như thế nào và cũng như chất âm của loa đó nữa. Sau đây ở cuối clip mình sẽ mời các bạn cùng mình trải nghiệm chất âm của chiếc amply này khi mình ghép với cặp loa Piaga. Thì các bạn cùng mình nghe và trải nghiệm đánh giá đó nhé. Mà lại nỡ qua cầu xa ngang buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ là tiếc một đời sơ xác ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang ai xem bao phủ rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, số sáng xin gửi lên trời trưa ngày mang nỗi sầu lìa xa tâm vơi. Đời còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thở dài. Thì nãy giờ mình cũng đã giới thiệu khá đầy đủ về chiếc âm ly Yamaha RN803 này, và các bạn cũng đã trải nghiệm chất âm thực tế của nó. Nếu các bạn có những câu hỏi nào về sản phẩm này thì hãy comment ở phía bên dưới, mình và các kỹ thuật sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.